Xin chào mừng các bạn đã đến với Tech Mag. Trên bàn của mình hiện tại đang là chiếc hộp của chiếc điện thoại Realme 3 Pro. Ngay bây giờ thì mình bắt đầu sẽ mở hộp điện thoại này để khám phá những điều thú vị về chiếc điện thoại Realme 3 Pro nhé. Hôm nay mình quên mang con dao theo cho nên mình bóc siêu bằng tay. A few moments later. Và đây là chiếc hộp Realme 3 Pro của chúng ta. Nói về chiếc hộp thì ở chúng ta sẽ có một chiếc hộp khá là vuông vức với tông màu chủ đạo là màu xám. Ở phía trên bề mặt chiếc hộp này đó chính là số 3 kèm theo chữ Pro. Các cạnh bên thì cạnh trên thì sẽ là chữ R, còn cạnh dưới là chữ Realme. Bên cạnh trái và phải lần lượt là Realme 3 Pro. Ngay bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp chiếc điện thoại này luôn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp nhỏ và đây là chiếc hộp dùng để đựng một chiếc ốp silicon dẻo. Đây, cũng như là một mớ sách hướng dẫn sử dụng. Bên dưới đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc điện thoại Realme 3 Pro. Mặc dù là mình chưa có bóc siêu chiếc điện thoại này nhưng mà mình cảm thấy chiếc điện thoại này có vẻ khá là đẹp rồi đó. Rồi, để nó qua một bên. Tiếp theo chúng ta sẽ có củ sạc 3 chấu. Nhưng mà khi mà các bạn mua chính hãng tại thị trường Việt Nam thì sẽ được tặng một cục sạc VOC 2 chân như thế này đây. Và cuối cùng đó chính là cáp kết nối USB cũng là có màu vàng bên trong. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc điện thoại Realme 3 Pro. Cảm giác đầu tiên của mình khi mà cầm chiếc điện thoại này trên tay thì mình cảm thấy nó khá là thoải mái. Bởi vì các cạnh, nhất là mặt lưng nè, các bạn có thấy là mặt lưng này được bo cong rất là nhiều, cong 3D luôn chứ không phải là 2.5D. Cho nên khi mà chúng ta cầm vào thì nó sẽ rất là êm tay. Và nếu như các bạn có thể để ý kỹ thì cái mặt lưng này không chỉ là một mặt lưng ra đền chuyển màu thông thường mà là bao gồm những đường vân chạy uốn lượn theo mặt lưng như thế này. Khi nghiêng sẽ tạo ra những cái hiệu ứng ánh sáng nó khác hơn so với hiệu ứng ra đền thông thường. Bên góc trên bên trái thì chúng ta sẽ có cụm camera kép và camera chính thì được cách điều bởi hai vòng tròn màu vàng. Và cảm biến vân tay thì được đặt ở chính giữa mặt lưng, thao tác thì rất là thoải mái. Phần cảm biến vân tay cũng như là phần camera thì được Realme trang bị thêm, trang trí thêm một cái đường viền mạ rơm khá là bóng, khá là sang trọng. Bên dưới này đó chính là logo của Realme. Thì cái phần khung viền này thì Realme đã vác ở trên cũng như là ở dưới. Cho nên là nó sẽ khi mà cầm thì nó sẽ tạo nên cái cảm giác là thiết bị này trông nó mỏng hơn. Cũng như là trọng lượng của chiếc điện thoại Realme 3 Pro này theo mình đánh giá là nó khá là nhẹ. Mình không nghĩ là một sản phẩm có mức dung lượng pin là 4045mAh mà nó có được cái trọng lượng nhẹ như thế này. Bên cạnh phải thì chúng ta có phím nguồn và vị trí đặt phím thì cũng khá là hợp lý. Bên cạnh trái là phím tăng giảm âm lượng và đây là khe SIM. Cạnh dưới là chúng ta vẫn còn cổng micro USB, khá đáng tiếc khi mà chưa được trang bị USB Type-C, loa ngoài, mic thoại và jack tai nghe 3.5. Cạnh trên thì chúng ta chỉ có duy nhất một mic phụ. Quay trở lại phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình có kích thước là 6.3 inch, độ phân giải là Full HD Plus và đây là màn hình 19.599. Và cái phần màn hình này thì vẫn bị nhô cao so với phần khung viền, cho nên khi các bạn vuốt từ mép vào thì nó vẫn có cái cảm giác cấn nhẹ. Mình nghĩ là trong tương lai thì Realme nên có cách thiết kế phần màn hình khác biệt hơn một chút để khi mà chúng ta vuốt từ mép vào sẽ có trải nghiệm thoải mái hơn cho người dùng. Về chất lượng hiển thị của chiếc điện thoại Realme 3 Pro này thì mình đánh giá cũng ở mức ổn, độ nét thì cũng khá là ngon. Tuy nhiên độ sáng thì vẫn chưa cao lắm. Mình hiện tại thì đang quay ở ngoài trời và các bạn có thể thấy là nó bị phản chiếu, bị bóng vào phần camera. Các bạn có thấy thì nó khi mà chúng ta nhìn ở dưới trời nắng gắt thì nó phản chiếu lại cái gương mặt của chúng ta thì nó sẽ hơi khó chịu một chút. Về cấu hình thì chiếc điện thoại Realme 3 Pro này đang sử dụng vi xử lý đó chính là Snapdragon 710. Dung lượng RAM là 6GB và mẫu nhớ trong là 128GB. Mình đánh giá đây là một cấu hình khá là tốt. Cái tác vụ mà mình sử dụng nãy giờ thì nó khá là mượt mà, không có hiện tượng bị lắc, giật hay delay gì cả. Bấm vào thì nó vô ngay, không có một chút khó khăn gì cả. Về pin thì như mình đã chia sẻ thì chiếc máy này có dung lượng pin là 4045mAh, một mức dung lượng pin khá là tốt. Kết hợp thêm công nghệ sạc nhanh là VOOC 3.0 nữa thì mình nghĩ sẽ rút ngắn thời gian sạc đi đáng kể. Về phần camera thì camera sau có độ phân giải là 16 và 50MP. Camera này theo mình thấy là có tốc độ bắt nét khá nhanh, tốc độ chụp thì cũng rất là nhanh. Chất lượng ảnh như thế nào thì mình sẽ gửi đến bạn trong một cái bài đánh giá chi tiết camera của chiếc điện thoại Realme 3 Pro nhé. Về camera selfie của máy thì cũng có độ phân giải khá là cao, lên tới là 25MP và cũng được tích hợp các công nghệ làm đẹp như là làm đẹp thông minh AI. Thì mình đánh giá ban đầu thì khá là ảo, các bạn thấy là mình lên cũng khá là ngon ha. Về phần mềm thì chiếc máy này đang chạy phiên bản phần mềm là ColorOS 6.0 dựa trên phiên bản Android là chính. Thì mình cảm thấy cái ColorOS 6.0 này nó có đôi chút khác biệt so với Oppo, đó chính là các cử chỉ như là quay lại thì nó chưa được tích hợp ở hai bên màn hình mà thay vào đó là nó vuốt, vẫn vuốt từ dưới đó. Vừa rồi là những trải nghiệm nhanh của mình về chiếc điện thoại Realme 3 Pro này. Sản phẩm này thì có mức giá như thế nào thì mình cũng chưa rõ, nhưng mà mình nghĩ là sản phẩm này sẽ rơi vào mức giá đó là tầm trung, đâu đó khoảng 5-6 triệu đồng, thì cũng tương tự như chiếc điện thoại Realme 2 Pro cách đây 1 năm. Và với những trải nghiệm của mình cộng với cái mức giá mà được dự đoán là sẽ có
thể là nó tốt như vậy thì mình nghĩ Realme 3 Pro sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc. Còn các bạn khán giả của TechMag, các bạn cảm thấy điện thoại này như thế nào thì các bạn hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Các bạn đừng quên chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube của TechMag nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của TechMag.